Út Lan, chúng ta quen nhau đã lâu rồi. Nhân ngày lễ tình yêu, anh mạn phép cầu hôn em nhé. Cái gì? Anh nói cái gì? Nói cái gì? Cái gì? Em làm gì dữ vậy? Em chơi anh không có nhẫn kim cương sao? Hay em chơi anh là kẻ vô gia cư sao? Út Lan à, đồng ý làm vợ anh đi. Má anh làm buôn bán hải sản, giờ với anh, em không sợ chết đói. Anh Trang Vàng, ở đây em đâu có bị chết đói đâu anh. Em không chịu anh không phải là em chê anh không có nhẫn kim cương, hay là không thích ăn cá, cũng không có phải là chê anh là kẻ vô gia cư, mà là cái đùi của anh ngắn quá, đùi của em thì dài. Trong lúc đó cái đùi của anh coi chút ác. Anh biết không, lúc đi ngoài đường người ta kêu anh là cái thằng cục đùi. Anh Trắng Vàng, xin lỗi anh nha. Tóm lại thì em không làm vợ của anh được. Út Lan, những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Đêm nay coi như là đêm cuối cùng. Em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa đâu. Tạm biệt em nha.